mời cả nhà vào ngắm lan nhé. Vườn em có rất nhiều loại lan các bác nhé. Đấy, nhưng mà chiều nay em sẽ lên em xả cái dòng phi điệp lai trầm. Vườn em ở Đồng Nhân, Đông Na, Hoài Đức, Hà Nội. Vườn em là vườn Lan Doanh Lực nhé, ở Đồng Nhân, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại Zalo nhà em là 0936147233. Đây em mời các bác ngắm lan vườn nhà em nhé, toàn hàng lá mít siêu đẹp siêu vip này. Đấy, châu thì siêu đẹp siêu vip luôn. Rất nhiều các mặt hàng châu các bác nhé, rất nhiều các mặt hàng châu. Toàn những con châu rụt dịch này, lá mít rụt dịch luôn. Hàng em nuôi thuần tại vườn, cây khỏe đẹp vậy các bác, nhìn mưa xuống cái là đầu rễ được ra. Em hôm nay em sẽ xả châu các bác nhé. Bác nào thích châu cam lửa này, em xả hai con châu cam lửa như thế này với giá là 250k, bao gồm cả tiền phí ship nhé. Hoặc là châu tông màu đỏ rượu vang này, đỏ sắc pháo này, đấy, đỏ tươi các bác nhé. Hai cây châu này em xả nhanh với giá là 250k hai cây. Một chậu châu hai cây em xả nhanh với giá 250k, bao gồm cả tiền phí ship luôn cả nhà mình ạ. Giá hàng rất là rẻ và đẹp luôn. Những ngọn châu lá mít nhé, dòng châu đỏ này thì dòng lá mít đẹp, năm vừa rồi đã hoa tại vườn nhà mình luôn, hoa tại vườn nhà em luôn rồi các bác nhé. Tông màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, bác là Tết mà có ưng hàng tông màu đỏ cả màu cam lửa nhé, thì vào chốt ủng hộ em với giá là một chậu châu hai ngọn 250k, là bao gồm cả tiền phí ship luôn. Nhà em thì có rất nhiều mặt hàng các bác, rất nhiều mặt hàng. Nhưng chiều nay em sẽ lên xả một số hàng mặt hàng trầm like để cho các bác luôn, cho các bác nhé. Hàng trầm đang mầm đẹp này, đang mầm đẹp các bác nhé, đang mầm đẹp tua tủa luôn. Trầm lai phi điệp, dòng này là trầm lai phi điệp khuôn bông mặt bông đây các bác. Đấy, em xả cho các bác với giá là 250k hai bảng, bao gồm cả tiền phí ship luôn cả nhà mình nhé. Thân mầm to đẹp đấy, bác là ưng thì chốt ủng hộ em 250k hai bảng trầm lai phi điệp. Các bác nhìn mặt bông này, hoa thơm lắm các bác ạ. Không cây gì rẻ bằng các bác nhé. 250k hai bảng, cây khỏe đẹp, đang lụ nhiều các bác nhé, đang lụ nhiều đấy. Bác nào mà có nhu cầu sưu tầm mặt hàng này thì ủng hộ em, cái này thì lụ nó nhiều lắm và mầm nó cũng khỏe đẹp đấy các bác, khóm to khỏe đẹp này. Các bác nhìn khóm to chưa, bao nhiêu cái mầm nhé các bác nhé, nhiều mầm lắm luôn ạ. Đấy, các bác nhìn một khóm to cực kỳ luôn, chứ không phải là hàng ấy mà có 250k lại bao gồm cả tiền phí ship hai bảng luôn. Em bán đồng giá đấy, 250k hai bảng các bác nhé, 250k hai bảng bao gồm cả tiền phí ship luôn. Bác là chốt 3 bảng thì là 350k, 2 bảng là 250 và 3 bảng là 350. 2 bảng là 250 bao gồm cả tiền phí ship. Còn đai châu cam các bác nhé, đai châu cam lửa. Một chậu châu cam lửa như thế này cũng với giá là 250k, bao gồm cả tiền phí ship luôn các bác nhé, cả nhà mình nhé. Vườn lan nhà em ở Đồng Nhân, Đông Na, Hoài Đức, Hà Nội ạ. Vườn lan nhà em là nhà vườn lan Doanh Lực các bác nhé. Cây các bác nhìn cây rất là khỏe đẹp luôn. Dòng này hoa đã nở tại vườn cho nên các bác yên tâm về chất lượng của nó hoa. Cây hoa rất là đẹp luôn, cây hoa đậm đẹp luôn. Đây, toàn những cây to là đẹp phải các bác nhé. Cây to đẹp lắm luôn ạ. Đây, nhà em nuôi nhiều, nuôi lâu mà rễ nó còn chằng chịt là bám vào nhau cơ. Em lấy ra ủ các cái cây này à. Các bác nhìn này, có 250k hai ngọn lan mà lại còn được nuôi thuần rồi các bác nhé. Mà lại còn được nuôi thuần rồi. Nuôi thuần cây khỏe đẹp rồi cả nhà mình ạ. Đấy, nuôi thuần cây khỏe đẹp rồi, chứ không phải là hàng xả hàng thanh lý đâu các bác. Các bác nhìn bộ rễ cây rễ ra ra này. Đấy, đó là ưng thì chất của em nhé, với giá là 250k, hai là 150k và một chậu châu hai ngọn. To chưa, nói thật với các bác chứ cái hàng này nó phải là 300k chứ không phải là 250k. Nhưng vườn em chỉ xả với giá là 250k lại còn bao gồm cả tiền phí ship luôn. Đấy, cả nhà mình thấy rẻ chưa ạ? Các bác lên chọn cho mình sở hữu một vài cặp trâu này mà chơi các bác nhé. Có các bác có thể về các bác bóc tách cái gỗ này ra, các bác ghép đôn, ghép kệ, không thì các bác cứ thế này các bác cho vào chậu trồng lên. Đến Tết mỗi bên tỏa ra 2 cần hoa là 4 cần hoa hoặc 3 cần hoa thì rất là đẹp luôn cả nhà mình nhé. Đấy, bác làm mà ưng các cái sai hàng này thì vào chốt ủng hộ em với giá là cứ 250k một chậu 2 cây, bao gồm cả tiền phí ship luôn. Hoặc là các bác là thích chơi cái hàng trầm lai phi điệp này thì em xả lốt này hai bảng cả nhà mình nhé. Đấy, hai bảng với giá là 250k, bao gồm cả tiền phí ship. Các bác nhìn này, một bảng em cầm trên tay nó đã thế này rồi mà hai bảng nó to đùng vật vã luôn cả nhà mình nhé.
Hai vàng to đùng bật vã luôn đấy. Rất là to mà đẹp luôn các bác, chơi cái này là bền lắm. Nó bền và nó dễ chăm. Cái dòng này thơm lắm các bác nhé, thơm lắm luôn. Đấy. Bác nào mà thích thì liên hệ với em cho số điện thoại 0936147233 nhé. Số Zalo em sẽ inbox trực tiếp cho các bác luôn ạ. Em chào các bác nhé.